Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Thương Vụ Audio. Thì mình là Sang. Thì hôm nay thì Sang sẽ làm một video clip về chủ đề của một cái dòng loa di động khá là hot trên thị trường hiện nay. Đó chính là cái dòng loa Electrovoice EVA 8. Thì như mọi người đã biết thì ở video clip lần trước á, mình có làm một cái video clip về EVA 8 khi mà kết hợp với cái dòng micro đó là Beta 58A. Thì mọi người có thể thấy được thì chất âm của cái dòng micro này nó khá phù hợp với Electrovoice. Nó tạo cho chúng ta cái sự chân thật, cái độ thật, cái độ trong trong cái giọng hát của chúng ta, mà nó còn có thêm cái hỗ trợ echo của cái dòng loa này mang lại, nó giúp cho giọng hát của chúng ta thật sự rất là bay bổng. Tuy nhiên thì sau khi sử dụng thì sẽ có một số cái vấn đề ở đây, đó chính là việc cái dòng sản phẩm micro Beta 58A là dòng sản phẩm có dây, thì việc chúng ta mang hát mà nhiều khi chúng ta ngẫu hứng quá, chúng ta đi qua đi lại nhiều khi nó vướng víu thì nó cũng rất là khó chịu, nó hạn chế cái tính di động. Cộng thêm với nữa thì thực tế thì cái dòng micro Shure Beta 58A giá thành nó cũng khá là cao. Một cái của nó thì rơi khoảng tầm là 5.380.000, mà hai cái của nó cũng rơi khoảng tầm 10.600.000, 10.700.000 rồi các bạn. Đó thì giá thành cũng khá là cao. Và để cho mọi người vừa tiết kiệm được chi phí, vừa đảm bảo được chất âm, có thể mang cái tính di động cao hơn so với dòng micro Beta 58A, thì mình muốn giới thiệu cho mọi người một cái cấu hình mới. Đây là một cái cấu hình mà vô tình khi mà mình giao hàng cho khách hàng cũ đã mua micro Soundmix 599 rồi, và khách hàng kết hợp giữa Electrovoice với micro 599 thì cảm thấy nó khá là phù hợp và nó khá là hay. Cộng thêm cái dòng loa Electrovoice này nó còn cấp nguồn cho 599 nữa. Không chỉ 599 mà Electrovoice EVA 8 cấp nguồn cho mọi dòng micro, thì thật sự đây sẽ là một cái sự kết hợp mang tính di động cực kỳ cao. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái bộ combo này. Ok mọi người, thì trước khi mà mình phân tích những cái ưu điểm mà cái dòng micro Soundmix 599 mang lại khi mà kết hợp với Electrovoice EVA 8 á, thì mình sẽ nói một số cái lý do tại sao mà mình không chọn VM300 hoặc là 200 của JBL cho cái sản phẩm này, mà lại chọn cái sản phẩm micro Soundmix 599A có phần thô, có phần dài hơn xíu. Nhìn nó không có sự cân đối so với cái dòng micro VM300-200 thì nó nhỏ gọn hơn rất là nhiều. Thì thực tế thì ngay từ lúc bắt đầu thì mình cũng có ý tưởng là mình sẽ sử dụng VM300 cho cái dòng sản phẩm lo này. Tuy nhiên thì có một số vấn đề mà mình sẽ không lựa chọn cái sản phẩm lo Electrovoice kết hợp với VM300, bởi lẽ là thứ nhất, sóng của VM300 khá là yếu, và đặc biệt hơn là đối với việc VM300 sẽ không thể sử dụng được đối với những cái khu quân đội, những cái khu hóa sóng. Trường hợp đó thì nó rất là rủi ro chúng ta, khi mà chúng ta mang đi di động mà gặp nhiều nơi như vậy thì chúng ta khỏi hát luôn. Điều đó nó rất là rủi ro. Và điểm thứ hai nữa là VM300 có mức cái giá thành cao hơn rất là nhiều so với những cái dòng micro karaoke gia đình hiện nay trên thị trường. Giá hiện tại của VM300 lên đến 11 triệu, mà với cái mức giá như vậy thì chúng ta tại sao không đầu tư một cái chiếc micro nó rẻ hơn mà nó đảm bảo chất âm hay hơn, sóng tốt hơn. Và những cái điểm đó thì mình mới chọn cái sản phẩm đó chính là Soundmix 599. Vậy thì Soundmix 599 nó sẽ có những cái điểm ưu điểm gì mà để cho nó đáp ứng cái dòng loa Electrovoice như vậy? Thứ nhất, đó là về giá. Thì giá của Soundmix 599 đang có mức giá là 7.500.000. Tuy cái thương hiệu của Soundmix 599 không bằng với JBL, nhưng giá thành và chất âm của Soundmix 599 nó có phần nó sẽ vượt trội hơn một xíu. Về chất âm á, thì Soundmix 599 nó sẽ dày tiếng hơn, cái mic low nó sẽ dày hơn, nó khiến cho cái giọng hát của người hát bổ trợ hơn rất là nhiều. Ví dụ như là giọng nữ yếu hoặc là giọng nam mỏng thì chúng ta khi mà hát á, thì có cái phần độ dày, độ low của cái dòng micro này nó sẽ giúp cho giọng chúng ta được nâng lên. Cái điểm thứ hai mà mình rất là ưng đối với chiếc micro Soundmix 599 là bởi việc thiết kế bên ngoài của chiếc micro này nè mọi người. Nhìn rất là uy tín nha. Thì thiết kế của chiếc micro này, cái lớp vỏ ngoài nó làm từ cái chất liệu đó chính là chất liệu nhôm, nhưng mà nhôm này rất là dày, cho nên là chúng ta cầm cảm giác nó rất là tầm tay khi mà hát á, tạo nên cái sự chuyên nghiệp, tạo nên cái độ uy tín khi mà hát. Mà lỡ như chúng ta có thể làm rơi rớt cái chiếc micro này á, thì với chất liệu bên ngoài của chiếc micro nó cũng giảm thiểu được cái thiệt hại mà nó gây ra cho cái đầu thu. Thì đối với mà cái dòng micro hiện nay trên thị trường á, thì những cái dòng micro mà có tầm giá dưới 7.500.000 thì mình hầu như mình không thấy được cái dòng micro nào mà nó có khả năng mà chống chịu tốt hơn so với con này, và cái thiết kế bên ngoài nó đạt được cái độ hoàn thiện khá là cao.
mà thậm chí là đối với những dòng micro cao hơn, giá hơn thì nó cũng không thể nào mà đạt được cái chất lượng như vậy được các bạn. Đó. Chẳng qua thì một số dòng sản phẩm nó có cái brand sẵn rồi, cho nên đâm ra là khách hàng vẫn tin tưởng hơn. Tuy nhiên thì nói về chất lượng thì sau mấy 599A không hề thua kém với một số dòng khác. Cái điểm thứ ba mà mình muốn nói về micro này đó chính là việc sóng. Thì sóng của con này nó sẽ không như VM300 hoặc là 200 của JBL. Sóng của nó cực kỳ ổn định, và với việc thì khi mà chúng ta sử dụng ở nhiều khu vực thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi một cái lý do gì. Điều đó nó sẽ mang tính di động cực kỳ cao cho Electro Voice. Thì đối với việc sử dụng một cái chiếc micro mà nó có cái chất âm nó phù hợp, có chất âm cái low mic của nó nghe nó dày tiếng, nó hỗ trợ giọng hát cho người hát á, cộng thêm với đó là sóng đều ổn định và cái tính di động, cái tính chắc chắn khi mà chúng ta di chuyển nó cao, thì đây sẽ là sự lựa chọn hợp lý cho mọi người. Thì chúng ta sẽ kết nối như thế nào? Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cái cách cắm. Thì ở dưới đây nè, đây là cái cổng nguồn 12V ra 500mA. Mình sẽ cắm một cái đầu DC đáp ứng vào. Đó. Tiếp đến ở cổng nguồn này thì mình cũng cắm vào luôn, cắp nguồn. Sau đó thì mình mới cắm ngõ micro vào. Đó. Cắm vào cái line số 1, input 1. Thí dụ mà mình muốn xài một bộ nữa, mình cắm vào đây, mình để lên đây. Và bây giờ mình sẽ mở nguồn. Đó. Các bạn có thể thấy được nè, mình sẽ quay cho mọi người coi. Nó đang cấp nguồn trực tiếp. Đó. Rất là tiện lợi, chúng ta không cần sử dụng điện mà chúng ta đã sử dụng được micro không dây kết hợp với Electro Voice rồi. Mà đặc biệt Electro Voice lại hỗ trợ thêm echo nữa. Thì cái điểm này nó rất là ok. Đó, thì với một bộ như vậy chúng ta có thể hát được ở ngoài trời mà không cần phải sử dụng điện. Thì vốn dĩ đây là một cái cấu hình di động thì mình sẽ mang lo Electro Voice EV8 kết hợp với Soundmic 599A mà mình sẽ trực tiếp hát ngoài trời để cho mọi người có thể trải nghiệm chất âm thực tế nhất có thể. Sẽ chia buồn vui cùng em, vì nếu em gần mỗi bờ vai em, nếu em gần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, gió phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mọi người vừa được trải nghiệm chất âm của cái dòng loa Electro Voice EV8 kết hợp với Soundmic 599. Mọi người cảm thấy cái sự kết hợp này như thế nào? Nếu mà có những đóng góp ý kiến gì, hãy để lại comment phía bên dưới kênh của Thiên Vũ. Nếu mà cảm thấy video hay ý nghĩa, hãy bấm like, share, subscribe với kênh của Thiên Vũ. Mọi thông tin mua hàng thì mọi người hãy đến showroom 79 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5 để trải nghiệm sản phẩm nhé.